chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Hôm nay 14 tháng 7, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2025. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, việc tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 là để duy trì bền vững, hiệu quả phòng chống dịch. Hiện nhiều địa phương đang tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi vaccine thứ tư. Người dân phấn khởi khi giá xăng giảm mạnh từ 0 giờ ngày 11 tháng 7. Thưa quý vị khán giả, chiều ngày 13 tháng 7, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2025. Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Các nội dung thẩm tra bao gồm dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án 6 tháng cuối năm. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, đối với dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, các thành viên Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết và nội dung đề án. Bên cạnh đó, Ban cũng có ý kiến về một số nội dung đề án như đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình, làm rõ để bổ sung vào dự thảo đề án một số nội dung liên quan đến số lượng chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã hiện có, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ hiện có mặt. Nguyên nhân chưa bổ nhiệm số người đã tốt nghiệp đại học cao đẳng ngành quân sự tại một số huyện. Đối với các báo cáo được thẩm tra tại hội nghị, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với những kết quả. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, việc tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 là để duy trì bền vững, hiệu quả phòng chống dịch. Hiện nay, nhiều địa phương đang tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi vaccine thứ tư. Tại Hà Nội, theo thống kê, đến thời điểm này mới có khoảng 500.000, tương đương với hơn 1/3 số người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4. Với mục tiêu 100% đối tượng này tiêm vaccine trong tháng 7, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó nhấn mạnh về lợi ích của vaccine phòng COVID-19 khi có biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố mới có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục kéo dài đợt cao điểm tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 11 đến hết ngày 31 tháng 7 này. Theo đó, tất cả các điểm tiêm cố định phải thực hiện tiêm tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức với thông điệp Lai Châu điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Tổ chức thành công tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022 với chủ đề Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ đã góp phần giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân dân các dân tộc, tiềm năng về tự nhiên, du lịch mạo hiểm, chinh phục các đỉnh núi cao ba nhất, đồng thời đưa hình ảnh tỉnh Lai Châu hấp dẫn, thân thiện, an toàn tới du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã ước đón được 400.940 lượt khách, đạt 81,8% kế hoạch, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu ước đạt gần 343,4 tỷ đồng, đạt 78,5% kế hoạch, tăng 81,9% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, hiện nay các huyện Tam Đường, Than Uyên, Phong Thổ đã tổ chức tốt các hoạt động kích cầu du lịch. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 809 ngày 12 tháng 7 năm 2022 phê duyệt chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Chương trình thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ năm 2021 đến năm 2025. Mục tiêu tổng quát của chương trình là phát triển lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế kỹ thuật theo hướng hiện đại, hiệu lực hiệu quả và sức cạnh tranh cao, liên kết theo chuỗi từ phát triển rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng và diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng để đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu,
giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính, hấp thụ, lưu giữ carbon từ rừng, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP26, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng. Chương trình đặt mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững đối với toàn bộ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021-2025, góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc khoảng 42%, tiếp tục nâng cao năng suất chất lượng rừng, đáp ứng yêu cầu về cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng, phòng hộ và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5,0 đến 5,5% một năm. Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt khoảng 20 tỷ đô la vào năm 2025, trong đó giá trị xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ đạt trên 1,5 tỷ đô la, tăng tỷ trọng chế biến sâu và xuất khẩu các sản phẩm gỗ và lâm sản có giá trị gia tăng cao, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Đến năm 2025, thu nhập từ rừng trồng là rừng sản xuất tăng bình quân khoảng 1,5 lần trên một đơn vị diện tích so với năm 2020. Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày 11 tháng 7 thì giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm hơn 3.000 đồng một lít. Trước thông tin giá xăng dầu giảm mạnh thì đa số người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đều cảm thấy phấn khởi và bày tỏ hy vọng giá xăng tiếp tục giảm trong thời gian tới để cuộc sống nhân dân ổn định hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ 0 giờ ngày 11 tháng 7, Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu với việc áp dụng điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Theo đó, xăng đã giảm hơn 3.000 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Trước việc điều chỉnh xăng dầu, đa phần người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi và mong muốn giá xăng dầu tiếp tục giảm trong thời gian tới. Nếu mà giảm thử, ví dụ như mình là người dân thử để không có cái gì bán được cái số lượng tiền, thử muốn là giảm thử mới đẩy tiền ở cái số lượng tiền thì mới lại được chạy ngu này thì mới lại giảm thì mới lại mất một tí, không thì nó lại giá nó cao quá thì mình mua xăm hết là không thể được ăn cái gì, nó vẫn quá là khổ. Đối với anh Tần A Sánh, ngày nào cũng phải đi gần 15 km để lao động với mức thu nhập 180.000 đồng trên một ngày. Việc di chuyển xa như vậy, mỗi ngày cả đi lẫn về, anh phải chi gần 30.000 tiền đổ xăng. Sau khi biết được thông tin giá xăng giảm hơn 3.000 đồng một lít, anh rất vui bởi mỗi tháng sẽ giúp anh giảm một nguồn kinh phí lớn phải chi tiêu cho việc đổ xăng dầu đi lại. Tôi là người dân Sìn Hồ, thì nghe giá xăng được giảm, hôm nay tôi đi mua xăng thì cũng được giảm được hơn 3.000, thì tôi cũng rất phấn khởi rồi. Nhưng mà mong muốn nhà nước lại tiếp tục giảm nữa, chứ người dân chúng tôi đi làm thuê thì ngày cũng được 170-180 thôi, về mua bình xăng cũng hết rồi, lại không đủ tiền chi tiêu gia đình. Mong nhà nước tiếp tục giảm giá xăng cho người dân chúng tôi đỡ vất vả. Có mặt tại cửa hàng xăng dầu số 5 thuộc công ty xăng dầu Lai Châu tại huyện Sìn Hồ. Qua tìm hiểu của phóng viên chúng tôi, nắm bắt được giá xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh nên lượng khách hàng đi mua xăng đã tăng 15% so với bình thường. Tuy nhiên, mọi hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn diễn ra bình thường, không có hiện tượng người dân nườm nượp xếp hàng chờ đổ xăng khi giá giảm sâu. Mặc dù không đổ xô đi mua xăng như những kỳ điều chỉnh trước, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy vô cùng hào hứng khi có thể tiết kiệm được chi phí đi lại, bớt đi một phần gánh nặng trong cuộc sống. Vâng, mình hôm qua nghe thấy là hôm nay giá xăng giảm ấy, thì mình cũng đi lại thường xuyên, thì cũng rất tốn tiền và tốn xăng nữa, thì hôm nay mình đi đổ về bình. Hoặc là mình cũng rất vui và rất phấn khởi. Mong là nhà nước, chính phủ quan tâm cho bà con sau này sẽ giảm, tiếp tục giảm cho bà con đỡ khổ. Hai hôm nay thì giá xăng cũng giảm xuống hơn 3.000 đồng lít. Thì với tâm lý người dân thì họ cũng phấn khởi hơn. Thì họ cũng đi bơm xăng nhiều hơn. Ở cửa hàng chúng tôi thì vẫn đảm bảo giờ giấc đúng giờ để phục vụ bà con. Lai Châu là tỉnh khó khăn. Việc điều chỉnh giá xăng dầu giảm mạnh lần này không chỉ giúp giảm chi phí đi lại cho người dân mà còn kéo giảm giá một số mặt hàng tiêu dùng. Từ đó, góp phần giúp người dân trong tỉnh giảm bớt khó khăn do áp lực của giá xăng dầu tăng cao thời gian qua, cũng như góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, kích cầu tiêu dùng trong tỉnh.
Thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở xã Bản Hòn, huyện Tam Đường chú trọng, tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với nhân dân trong xã. Qua đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Phóng sự sau cụ thể nội dung. Xã Bản Hòn, huyện Tam Đường có 8 bản, 581 hộ với hơn 2.800 nhân khẩu, 5 dân tộc cùng chung sống, trong đó có người Lự chiếm 89%. Trước đây do nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân trong xã còn hạn chế, nên những mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư thường xuyên xảy ra. Nhất là tình trạng người dân có đơn thư khiếu nại vượt cấp, người dân vi phạm các quy định về lâm luật, vi phạm quy định về đất đai. Trước tình hình đó, xã tập trung triển khai các giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về các chính sách mới được ban hành, cung cấp nhiều bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật đến tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của huyện Tam Đường và các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các buổi sinh hoạt và họp bản được 26 buổi với gần 1.300 lượt người tham gia. Thông qua các chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người dân. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn cơ bản được giữ vững và ổn định. Xã không còn xảy ra tranh chấp khiếu kiện, không phát sinh đạo lạ và không có hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật. Đến nay, 100% người dân trong xã không mắc tệ nạn ma túy. Bản thân tôi cũng đã được công an xã tuyên truyền về tác hại của ma túy, và bản thân tôi cũng hiểu rõ về tác hại và sẽ tuyên truyền cho bạn bè tránh xa tác hại đấy. Gia đình ấy thì thời gian tới tôi sẽ tập trung phát triển kinh tế gia đình. Hôm nay được cán bộ công an xã đến tuyên truyền pháp luật. Thời gian qua, gia đình tôi chấp hành nghiêm chỉnh luật của nhà nước. Tôi cũng tuyên truyền cho con cháu trong gia đình chấp hành như đội mũ bảo hiểm khi ra đường, không dây vào tệ nạn xã hội, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm 5K để đảm bảo phòng chống dịch. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Bản Hòn tiếp tục tuyên truyền phổ biến các luật mới được Quốc hội ban hành, nhất là các luật liên quan mật thiết tới đời sống của nhân dân nhằm phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện phong trào đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong giai đoạn 2017-2022, các cấp bộ đoàn huyện Than Uyên đã triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực, ý nghĩa để hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, qua đó tạo việc làm ổn định và tăng nguồn thu nhập, giúp đoàn viên thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng. Nhóm phóng viên thời sự ghi nhận. Hiện nay, tổng số thanh niên trên địa bàn của huyện Than Uyên có trên 19.200 người. Bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp các ngành, đoàn viên thanh niên trên địa bàn của huyện đã biết tận dụng những lợi thế của địa phương, phát triển các dự án, mô hình khởi nghiệp của thanh niên. Trong những năm qua, huyện đoàn Than Uyên và đoàn cơ sở đã tập trung triển khai nhiều chương trình, giải pháp nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện cho thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Hiện trên địa bàn của huyện có 58 mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu đem lại hiệu quả kinh tế cao như đoàn xã Mường Cang, đoàn xã Huôn Nà, đoàn xã Mường Kim, đoàn xã Tà Sa. Đến cuối năm 2021, trên địa bàn của huyện có 11 sản phẩm do thanh niên làm chủ đã đạt ô cốp 3 sao như mật ong pha mu, khẩu xén Mường Cang. Có 76 thanh niên là giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại có tổng thu nhập đạt từ 150 triệu đồng trở lên một năm. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền cũng như huyện đoàn Than Uyên và đoàn xã, thì tôi đã khơi dậy ý chí là thành lập một hợp tác xã để nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hội Quảng. Thì trong quá trình hỗ trợ thì cũng được huyện đoàn là cho tỉnh đoàn cho vay là với nguồn vốn là trên 45 triệu để trong quá trình sản xuất là mua thức ăn chăn nuôi cho con cá. Thì đến nay thì trong năm 2022 thì cơ bản là bản thân tôi cũng đã chi trả nguồn vay của tỉnh đoàn về ngân hàng chính sách, cơ bản là xong, là đủ. Hôm nay về dự hội nghị tổng kết thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp năm 2022 thì tôi cũng đã đứng được rất vinh dự được đứng lên để chia sẻ với các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Than Uyên có ý tưởng khởi nghiệp lập nghiệp. Trong thời gian qua, nhờ xác định rõ quan điểm của Đảng bộ chính quyền về phát triển kinh tế,
thì ban chấp hành đoàn xã đã định hướng cho thanh niên trong xã đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó đặc biệt là chú trọng đến phát triển nghề và sản phẩm là các cây ăn quả, nông sản hàng hóa theo hướng tập trung. Phong trào đã tạo ra nhiều cơ hội và nhiều tấm gương năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm đã góp phần tích cực trong cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong giai đoạn 2017-2022, ban chấp hành đoàn xã đã đồng hành xây dựng thành công một hợp tác xã thanh niên Muôn Nà với 8 thành viên, tập hợp những thanh niên tiêu biểu của chung y tế, có chung ý chí, khát vọng làm giàu vươn lên. Và trong năm 2019, ban chấp hành đoàn xã đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã xây dựng dự án trồng ổi mở rộng 4 ha ổi Đài Loan với 7 hộ dân tham gia, hợp tác xã thanh niên Muôn Nà hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Năm 2020 thì ban chấp hành đoàn xã tiếp tục phối hợp với ngân hàng chính sách giải ngân 300 triệu đồng phục vụ mở rộng thêm 2 ha ổi Đài Loan, ổi Ruby và cam phao phong. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, huyện đoàn đã tập trung triển khai hướng dẫn đoàn viên thanh niên xây dựng các dự án phát triển kinh tế, phối hợp triển khai các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ trong các đối tượng thanh niên. Trong 5 năm, đã có gần 3.600 ý tưởng sáng tạo trong thanh niên được đề xuất và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Trung ương đoàn. Bên cạnh đó, tổ chức các chương trình đối thoại về phát triển kinh tế, các giải pháp xây dựng các mô hình, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm, vay vốn tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong 5 năm, huyện đoàn cùng với các cơ sở đã tổ chức 85 hội nghị, gần 330 buổi sinh hoạt lồng ghép tại các thôn bản, khu dân cư, tiếp cận trên 27.000 lượt đoàn viên thanh niên nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Tổ chức 17 đợt tham quan với 988 đoàn viên thanh niên tới các mô hình khởi nghiệp hay, hiệu quả trong và ngoài địa bàn huyện. Trong giai đoạn 2017-2022, các tổ chức đoàn trên địa bàn của huyện cũng đã hỗ trợ giải ngân trên 4 tỷ đồng vốn vay ưu đãi từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần giải quyết khó khăn về vốn cho thanh niên. Trong đó thì phải kể đến sự hiệu quả của nguồn vốn 120 của Trung ương đoàn, nguồn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Phong trào đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp của huyện Phú Nguyên thì cũng thu được rất nhiều kết quả mà khả quan và đáng để ghi nhận. Như là hiện tại chúng tôi như năm 2021 thì tỉnh đoàn Lai Châu có thể chức phong cho cái cuộc thi thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh. Thì huyện Thái Nguyên có đạt được một giải nhất, một giải nhì và một giải khuyến khích của cuộc thi. Và đồng thời là trong những năm vừa qua xuất hiện ra thêm rất nhiều cái mô hình mới và có tính khả quan, đồng thời là giải quyết được rất nhiều việc làm cho thanh niên. Đối với thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái định hướng nhằm đồng hành, tiếp tục đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, đặc biệt là thanh niên nông thôn. Thì đối với thanh niên huyện Thái Nguyên thì chúng tôi tập trung vào hai lĩnh vực cơ bản. Thứ nhất đó là phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng tập trung, đặc biệt là ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hướng thứ hai đó là tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Trong thời gian tới, huyện đoàn Than Uyên tiếp tục quan tâm duy trì và phát triển các mô hình kinh tế trong thanh niên, thúc đẩy và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên vươn lên làm giàu trên quê hương. Phấn đấu đến năm 2027 có ít nhất là 20 sản phẩm do thanh niên làm chủ đạt sản phẩm OCOP. Từ phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp của đoàn viên thanh niên trên địa bàn của huyện Than Uyên đã tô thắm thêm hình ảnh màu áo xanh tình nguyện, góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập, tham gia đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Quý vị khán giả thân mến, khởi động ngày mới 14 tháng 7 của chúng tôi xin được khép lại với phóng sự vừa rồi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.